Dưa leo của tôi nay có trái rồi nè mọi người ơi. Ra vườn cùng mình nha, là mình cô gái thích làm vườn đây. Đợt trước là mình có trồng được vài dây dưa leo mà hôm nay nó cho trái rồi nè mọi người. Mình thấy dưa leo cũng rất là dễ trồng, nó cho quả từ gốc cho đến ngọn luôn. Mỗi một nách là nó cho một trái luôn á mọi người. Mà chịu khó là lấy cái bao bao lại nha, chúng thôi là ruồi vàng nó chích là cũng hư quả luôn. Trái nhiều quá cho nên trái này nó bị đèo rồi nè. Mấy trái bị đèo thường nó hay bị đắng á mọi người. Trời ơi, nó cho ra trái con quá trời luôn nè. Trái nhỏ 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 quá trời luôn. Đợt này á, sau mấy cơn mưa á, là nó tốt á. Mình thì thích ăn dưa leo nhưng mà dưa leo mua ngoài chợ không có dám ăn mọi người ơi. Tại vì người ta xài phân với lại xịt thuốc dữ dằn lắm. Mình trồng như thế này nè, mình có thể ăn được cái vỏ. Cái vỏ thì ăn nó giòn giòn. Mấy trái dưa leo này hái vô chấm muối ăn là ngon lắm á. Đợt này là nó cho trái đồng loạt, dây nào cũng có trái luôn nè. Mà trồng có mấy dây mà có trái một lượt như vậy là ăn cũng không hết luôn mọi người, tại vì nhà cũng ít người. Sẵn đang quay cây dưa leo, quay cho mọi người coi trái mướp luôn nè. Mướp mình trồng là mướp trái cũng dài nha. Cái này là cái bờ bên kia, để lát mình qua mình quay cho coi. Mấy trái này là thu hoạch được rồi nè mọi người, mà bây giờ hơi nắng á, cho nên tôi quay lẹ lẹ rồi tôi vô, để chiều hoặc là ngày mai trời mát mát tôi ra tôi thu hoạch cho mọi người xem ha. Mướp của tôi cũng đang có trái luôn nè mọi người. Trái quá trời trái luôn đó. Đây là một dây dưa leo khác nha, nãy giờ tôi đếm sơ sơ chắc cũng cả chục trái rồi đó. Hồi bữa tôi cũng có hái một cái trái rất là to nhưng mà tôi quên quay lại cho mấy bà coi. Trời ơi, cái trái nó to bằng cái cổ tay của tôi á. Nói gì nói thu hoạch trước cái quả này vô chấm muối ăn trước cái đã. Bye bye.